Rồi nhà vườn thông minh nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nhà mình nha. Cây mini duyên dáng luôn nhà mình. Lũ thép này. Lũ thép này. Âm thân luôn nha. Này còn lũ này, lên đây lắc nhẹ này. Cây quá sung luôn. Lọc non đi này. Xanh tươi luôn nha mình. Cây này có mã số là 913. Có tổng hoành này là 46 nha, cao là 33, cao 33 nha mình. Cây đang nằm ở cái chậu nuôi lọt lòng là 25 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 650 bao ship không chậu nha nhà mình. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây nhỏ mà có vỏ nha, rất chi là duyên cây luôn nha. Cây này quá sung quá khỏe luôn. Cây này quá là ok nha. Về nhà mình lên cái chậu mới giùm nó. Này, con này nó cò lắc này. Thành một cục này. Cục này cục lũ luôn nha mình. Cây này lũ thép nè. Cây này rất chi là duyên nha. Mình xem tham khảo luôn. Rồi mã số 913. Giao lưu nhanh với nhà mình là 650 bao ship không chậu nha. Cho một cây cẩm thị mini kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.